Mến chào cả nhà nha, hôm nay đến hẹn lại lên tiếp, chỉ nhanh gọn lẹ, tại vì tụi mình đi chợ Costco này nó có bán cái sầu riêng, kem sầu riêng nó rất là ngon, mà mua hổm rài rồi mà chưa có mở ra ăn, hôm nay mở ra ăn thì nó quá ngon. Lần đầu tiên ở bên Mỹ mình ăn được cái hộp sầu riêng nó ngon như vậy. Ai mà thích kem sầu riêng thì ở bên Mỹ, ở Costco nó có bán mà tùy dùng. Cái vùng của mình là nó không có bán nha. Cái này ở cái vùng người Việt đông với lại người Hoa. Thì mình mua ở cái khu người Hoa với người Việt Nam thì nó mới có bán cái loại này. Tại khu trên này Mỹ nó nhiều, cho nên nó cái mùi sầu riêng hình như nó không có hảo gì mấy. Thấy nó ngon quá đi, đấy cái mình mới review cho cả nhà xem. Ai cần thích ăn sầu riêng giống như mình thì ở Costco có bán ha. Cái mùi sầu riêng thơm béo, mà mở cái hộp sầu riêng ra nó thơm nồng nặc luôn, rất là ngon, ăn miếng nào ngon miếng nấy. Ở trong một cái hộp lớn thì nó có hai hộp nhỏ như thế này, mà anh nhà nói thôi mình làm hết nguyên hộp cho nó không, mình ăn cái kiểu này nó đường nó dữ lắm luôn, thèm thì ăn mỗi người hai viên như vậy là quá xá rồi. Còn thích nữa thì mai mốt về ăn, ăn nhiều chắc chết quá đó. Rồi ảnh còn dến cho mấy cái bánh chocolate nữa, ghim vô nữa. Anh nhà còn đòi bỏ cái hạt đậu phộng nữa, mà nó thôi mình thì ăn sầu riêng nguyên nguyên chất như vậy mình có mùi vị hơn là bỏ cái bánh này bánh kia vô, nó pha loãng đi, nó không có ngon. Cuối cùng anh cũng bỏ vô cho mình hai cái bánh chocolate ha. Quầy hàng chia sẻ là món sầu riêng, kem sầu riêng rất là ngon. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại lần sau nha. Bye bye.